Thưa quý vị, liên quan vụ người vợ trẻ bị chồng tạt axit đâm tử vong gây rúng động dư luận tại tỉnh Bắc Giang. Trưa 22 tháng 11 năm 2022, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Thân Văn Hiếu, 25 tuổi, trú xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, để làm rõ hành vi giết người. Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 21 tháng 11, Thân Văn Hiếu dùng axit tạt vào mặt vợ của Hiếu, 24 tuổi, trú xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên. Sau đó, Hiếu cầm dao nhọn đâm nhiều nhát vào vùng cổ, ngực của vợ, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, Thân Văn Hiếu bỏ trốn khỏi hiện trường. Theo người dân sống gần hiện trường, thời điểm bị Hiếu truy sát, nạn nhân la hét rất lớn. Tuy nhiên, do Hiếu quá manh động nên không ai dám vào can ngăn. Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đã có mặt phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tổ chức truy bắt Hiếu để phục vụ điều tra. Khoảng 1 giờ sáng 22 tháng 11, công an đã vận động Hiếu ra đầu thú. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân dẫn tới vụ án mạng này là do mâu thuẫn trong quá trình chung sống. Vợ của Thân Văn Hiếu lấy xe máy bỏ về nhà mẹ đẻ thì bị Hiếu đuổi theo truy sát. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin liên quan đến vụ án mạng này và gửi đến quý vị tại địa chỉ thanhniên.vn, kênh YouTube, TikTok Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.